Mình xin mến chào cả nhà, chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đến với kênh của vợ chồng mình nha cả nhà. Thì hôm nay vợ chồng mình đi bắt sò nha cả nhà ơi, bắt sò nước lớn nha. Thử tiếp tục bắt sò nước lớn nha cả nhà. Thì sáng ngày á, Ken này không có đi học nên mình không có đưa Ken đi học. Nước nó cũng nay là vượt rồng một chút xíu cả nhà, là nước lớn rồi. Thì mình cũng tranh thủ mình đi nha cả nhà. Đi bắt thử coi có hôm với lâu rồi không có bắt sò được cả nhà ơi. Thì mình cũng vừa ra tới địa điểm là mình bấm máy mình chào cả nhà liền đó. Thì ngày mới vợ chồng mình xin chúc cả nhà được thật nhiều sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc và luôn thành công trong công việc và cuộc sống hàng ngày của mình nha cả nhà. Còn bây giờ thì mời cả nhà cùng theo vợ chồng mình để mà đi bắt sò nha cả nhà. Thì địa điểm bắt sò của chúng ta hôm nay là ở đâu đây? Kinh Ngàn. À, chào cả nhà cái nè. Chào cả nhà. Thì bắt đầu từ ở Kinh Ngàn bây giờ, nói chung là cái đầu khúc này nè. Đây là ngay cái cầu này, cái đây là cái đầu này là đi vào cái viện quyền thoại bên đó. Kinh Ngàn bên này mình ngồi ngay cái đầu chính giữa, nối liền hai đầu kinh đó nha cả nhà. Thì bây giờ không biết ông quẹo hướng nào thì ông quẹo đi, chứ giờ mình cũng đi theo ông đó. Một nếu mà Kinh Ngang thì ông quẹo trở ra, còn hãy mà dòng sông Quyền Thoại thì trở vô. Vậy đi, ông đi đâu mình đi theo đó vậy đó cả nhà. Gặp tại vì cái nhà biết sao mình đi nước lớn nên mình canh nặng mình bắt mực luôn cả nhà. Tại vì nước mực nó nổi lên là nước nhưỡng lớn nha, nước nhưỡng lớn là mực nó sẽ nổi lên, nên sẵn mình đi ra rồi mình vừa bắt sò là mình bắt mực luôn. Nói chung là hôm nay mình bắt hai thứ đó đó, có gì bắt nấy đó, được mực thì bắt mực, bắt sò là bắt sò. Thì cái bắt sò là cả nhà biết sao không, cái chỗ này là cả nhà là cái khoa sản em bé nên sò nhỏ không mà cả nhà. Anh chồng mình là ổng chạy vô đây bắt trước, tại vì để hồ nước lớn quá là bắt không được, tại vì mình chủ yếu là mình bơi bắt sò rồi bắt mực luôn. Đây là con ông bươi, ông móc, ông bươi ông móc cái con sò bự nằm vậy nè cả nhà, mà không thấy nè. Mà cả nhà thấy ông bươi ông banh cái đó ra không? Bươi tan nát rồi đó, làm sao chậm tới để bắt con sò này. Nói chung là hôm nay sò này mau lớn lắm nha cả nhà. Đây. Mình bắt ra được. Ồ, sổ tiếp tục. Đây cả nhà. Sò mau lớn ghê chưa? Đợt trước mình bắt nó bằng cái đầu đũa ăn cơm hả? Mà bữa nay nó ăn vậy nè. Cỡ này thì mình bắt về mình bỏ thả vuông nuôi thôi. Thì nói chung là mình ra tới thì ngay cái chỗ này thì trong thời gian mình chào cả nhà thì anh chồng mình cũng bắt được một mớ rồi đó. Tại vì ngay đây là sò nhỏ nhỏ không mà cả nhà, mà nó có đó, bắt được mớ rồi. Mình sẽ tới mới dễ thấy dễ nói, vợ chồng gần gũi nhau mới được mà ăn mới lên. Để xem hôm nay chúng ta đi bắt sò như thế nào nha cả nhà ơi. Mấy bữa nay mặn ăn thất bát quá, thả câu không có. Bắt sò thì nước không có rồng cả nhà. Mình đi như vậy nè là mình chủ yếu là sẵn mình lát mình kiếm mực luôn á. Mình coi mực nó có nổi không. Muốn mong cả nhà biết bắt mực á là bắt giác nạo, giác ban đêm á nhà. Sôi mực mà ban đêm mà những lớn của ban đêm á, sôi mực mới có, mới im, mới ngon. Mà ban đêm thì mình không có thời gian mình đi, tại vì mình có bé khóm nó tới nhà. Ban đêm không có bỏ nó được, ban ngày để tỉ nó, bỏ nó nhà cho nội nó có khóc thì kia cũng không ai quở, mà ban đêm người ta quở lắm, không dám bỏ ban đêm. Nên vợ chồng mình đi ban ngày là sẵn bắt, vừa bắt sò luôn, thấy sò thì bắt sò. Mình bơi thẳng vô một quyền, đang bơi vô quyền thoại đó nha. Thôi thôi nè cả nhà, ông bỏ cái ông lục nghề nữa rồi. Đây nè,
Mình bỏ cái ống lục rồi đó, mình hai con rồi đó nha. Bỏ đây đi, không thèm bỏ chung với ổng. Bỏ chung ổng, không tính của ổng. Vợ chồng với chồng phải tính toán chứ, riêng biệt chứ. Trời, nó bò tròn, thấy ghét thiệt chứ. Rồi ngay vô cái đầu kinh này thì không có lớn được đâu, nhiều đó nó cũng cỡ như kinh ngàn. Hiện nay đầu kinh ngàn với kinh Quyền Thoại nói liền mà, nó liền hai đầu với nhau mà, hai bờ mà. Vậy chứ hồi lúc trước vợ chồng mình đi bắt cái sò nước lớn đó, cũng được cả trăm con bữa đó đó. Bắt cũng từ kinh ngang bơi vô Quyền Thoại nè, Quyền Thoại bơi ra nè, có lớn có nhỏ, bự bự có trăm con chứ bự giỡn đâu. Bây giờ nước không có sát nổ làm sao mà bắt gì chứ. Tiếng dịch hả? Rồi đâu. Ô con mực đi, mực nhỏ xíu. Kệ, nó lớn vậy cũng bắt hết trơn luôn nha. Nhỏ thì về thả vuông nuôi. Hôm rày không có đi bắt chứ cũng có sò nha. Ông bác có sò đó ngang đó nha cả nhà. Hồi nãy ông hốt ngay chỗ cái khoai sản cái 20 con. Sò ngay đó là vô đó, là đút vô đó là chỉ là bắt thôi. Bự bự cũng có chứ, nhỏ nhí hốt hoàng cái đã đời rồi, cái đem xuống rửa là ra. Nước sát nó còn bắt nữa đó. Quyền Thoại này mà nước sát là bắt mới đã. Quyền Thoại lâu dữ lắm rồi không có vô bắt. Nước có sát rồi bắt. Mình không bắt thì người ta chắc cũng không bắt đâu. Tại vì nước sát đâu. Không phải hả? Anh chồng mình lâu dữ lắm rồi, ngứa nghề rồi, muốn móc muốn thọt dữ lắm mà móc không được, thọt không được, không có để móc để thọt. Ủa cái xe em thấy có hang nè anh, không thử coi. Ôi ôi con sò. Quá trời ngon rồi. Sò quá đã luôn. Sò có bự bự về. Bữa nay sò bự bự, sò nhỏ thả đi, sò bự bự để lại đi. Đúng màu rồi. Coi con mực nào bự bự coi. Ở ngoài kinh ngang ở ngoài mực mới nhiều. Mình đi bắt sò, lúc trước là mình đi bắt sò cả nhà nước lớn rồi nè. Mình chuẩn bị về đó là lúc nào mình bơi vô là mình chuẩn bị về là mình không thấy bắt sò được. Bắt con mực hay nó nằm trong hang luôn á, bự nó đưa cái râu lên mình thấy, mình chỉ kêu ông chồng mình. Con mực chà bá lửa luôn. Bắt con mực gì nó nồi canh, tô canh. Cái con này nè, nhiều chỗ kêu là con mực tua, còn có cái tên là con bạch tuộc nữa. Mực tua cũng nói mà bạch tuộc cũng là nó luôn. Con này chắc hồi về thả vuông quá.
Mực thì rất là nhiều loại nha cả nhà, còn mực ống nè, rồi mực nang nữa. Nguồn mật khía nó bự kìa. Tới mà cái ba khía hậu cái nhà, trời ơi, ra bắt một cái bán. Mà cái ngày đó mà bằng là những cái ngày ba khía hậu là người ta bắt nhiều lắm nha, mà ba khía nhiều chữ trời luôn. Bán tại nó bán bao bao, không chứ không còn bán vỏ, không còn bán mà bọc bọc cho nhỏ, bán bao bao. Bữa đó anh chồng mình làm hai bao năm rồi ba khía hậu. Anh chồng mình cũng làm được hai ba, bữa đó bán một năm 600.000 luôn á, 500 mấy 600.000 bữa đó đó bà khía. Vợ chồng mình mê cả nhà, anh chồng mình mà không mắc có là ông mê lắm, đi tới 2 giờ luôn. Lúc đó là mình còn có bầu con khóm, mình còn đi được. Giờ có khóm ra đời rồi đi không được. Con nhỏ quá. Em thấy nhiều con sò bự phải không anh? Bự quá không? Sò bự phải không? Sao thấy cái đầu cầm ra bự ghê. Cái bãi này mà không có mực. Bơi ra kinh ngàn. Đúng rồi. Anh biết bơi ra kinh ngang với lại đâu không? Với lại cái khúc mà bơi về nhà mình á, từ nhà mình bơi ra ngoài đầu kê đầu cái cầu á. Nhớ lúc đó mình đi sâu mực ban đêm về mà mình ghé khúc đó chút xíu mình bắt được mấy con nữa không? Bơi lại qua cái đầu bên đó không có, chắc bơi ra kinh ngang ở nhà đang kiếm mực cả nhà. Rồi rồi coi con mực bò đã mất tiêu nữa rồi. Ê. Ừ đây nè. Coi để ý tới đâu là nhìn anh không có quay qua đây nè. Còn dễ chung lắm cả nhà ơi, nó hay dữ trời lắm. Cái lỗ bên lớn vậy nè cả nhà, mà con mực bự chạp bá lửa nó vẫn chung ra được luôn. Không biết làm sao ta. Bù mắt quá, ở đây bù mắt nhiều quá. Bây giờ mình sẽ bơi thả dài ra kinh ngang nha cả nhà. Chưa thấy con nào hết. Đừng con mực nhỏ chi. Kệ cũng tính luôn đi. Mực thì được mấy con nhỏ đó. Sò thì được mớ rồi nha cả nhà. Đó như nó sò đó, con sò bự ghê. Mình phải nhìn ở dưới mặt nước này nè cả nhà. Mới thấy sò nọ, mới thấy mực được. Tại vì mực nó nằm ở trên mặt nước vậy đó. Nó linh 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 vậy đó. Thấy là chụp liền, bữa nay mình chụp cũng được nữa. Thấy là phải có thôi, thấy là hốt liền. Chỗ này bể dữ vậy ta. Mình thì là phải canh chờ máy nè. Bây giờ mình bơi dài dài. Dài dài về tới nhà mình luôn nha cả nhà. Hồi nãy vô đây thì mình chạy xuồng máy vô.
Bây giờ về thì mình sẽ bơi dài dài về để kiếm mực luôn. Chốn hết là chứ nào. Nó nhát. Nhát. Ở nhà này nuôi chó ghê thì. Nhát trong nhát. Có thể có luôn. Có luôn. Ừ. Mạnh lắm phải không? Nhưng mà chuyện đó là chuyện là nên là thủ sẵn tâm lý đi. cái im quá mà sao không có mực rồi sao ta? Ôi con sò bự. Ừ. Bơi thở hào hển rồi cả nhà mà không thấy con mực rồi. Chưa ra khỏi kinh ngang nữa mà đòi bơi về tới nhà biết bơi nổi không? Con mực, con mực. Đánh ngay đó, ngay đó, ngay đó. Ừ. Anh cũng thấy luôn hả? Không. Không thấy hả? Sao không thấy ngay đó, sao lại đã biết ngay đó? Ông bơi qua rồi, mình mới thấy cái đuôi của nó tím tím đưa lên cả nhà. Ông nội ông bơi không à? Con mực nha. Tại vì biết sao không, ở nhà cái đuôi ông đi, cái đầu ông đi trước, cái đuôi mình nó đẩy ra quá nên mình bắt không được, chứ mình cũng bắt được nữa đó. Mình thấy nó rồi mình tính bắt rồi, không lẽ nhảy xuống bắt. Kêu ông cái ông quản hồn nhảy xuống bắt luôn. Vậy hả? Tại vì anh biết sao không, nó nằm ở dưới này mà nó đưa, nó nhỏ quá, nó đưa có cái ngoe lên tím tím à. Nên con mực bự nha. Con mực nhỏ ở đâu rồi? Con mực bự rồi, con mực nhỏ ở đâu? Vì ngồi vậy mới thấy mực nhỏ ở đây luôn mà. Ở đâu rồi? Rút đâu rồi rồi? Trời ơi, mực nó rút hay cả trời luôn cả nhà ơi, bò nó mất tiêu rồi cả nhà ơi. Còn con mực bự đó đó. Hết biết đường. Mới dở ra đây nè, cái phẹt đây nè. Mà giờ nó mất tiêu đây. Đi nè. Nói chung vô cái cọng này rồi sao anh? Cái đầu tắt nước, nước miếng bỏ mực vô. Anh ấy còn mực nhỏ chung vô cái lỗ cọng này nè. Ôi khổ dễ sợ, bởi vậy mới thấy bà đó mà. Vô đây đó, nằm nó đi. Bà chung ra giùm cuông cái bà ơi. Lỗ bà lớn cũng chung vô được, hay thiệt chứ. Hết biết đường. Bơi về, giờ tới về kiếm vài con nữa coi. Mực này nhỏ nhỏ không? Ơi, bà chui ra đi. Nè, nè, cái nha. Chung vô còn cái ngoe nè. Đó, đưa ra vậy đó. Cái nhà con chịu nói không? Đó. Đưa cái ngoe này ngoắc 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 vậy đó. Hiến rồi. Thử nào không thấy được chứ. Bỏ đó đi.
chưa chung ra được nữa. Lo tập trung nhìn kiếm mực không. Mình ra hết đầu kinh ngang rồi nha cả nhà, ra khỏi kinh ngang rồi, nó chuẩn bị đó. Con còn một đây, con còn mực một nha cả nhà. Còn con mực nhỏ nãy thì là bắt ở trong cái đường kinh điện thoại mà chui rút trong này rồi, cái lỗ cong này chui vô đây rồi. Giờ bơi dài dài về nhà coi có được con nào nữa không. Kiếm con hai con nữa cả nhà ơi. Chắc này thấy giác điệu này chắc có một con một quá. Điều này chắc thấy có một con một rồi quá cả nhà ơi. Em có một con nổi. Cái đoạn này là gần tới nhà rồi nha cả nhà. Gần tới nhà rồi đó. Ừ. Ai cũng đó, cái ông đó dám bây giờ mình nói á. Chắc bây giờ kiếm cái ngát phục cái gì. Bơi qua lại bến à? Bơi qua lề bên này nha. Rồi. Trời đã ăn bài định chấp nhận mà thôi. Về tới nhà rồi nha. Nhà của mình bên đó đó cả nhà. Con một mực thôi. Được mớ sò đếm thử coi được bao nhiêu con nha cả nhà. Mực này nè, con một, con kia nhỏ quá, nó chung vô cầm, nó chung vô cầm luôn rồi. Xà móc nó ra được, bỏ nó đi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Con này con sò lông nha. 42, 44, 46, 48, 50, 52, 53 con sò nha cả nhà. Ở con mực là 53 con sò. À, nhà mình bên đó đó cả nhà. Bơi qua về luôn đi chứ đi đâu nữa. Ừ. Ở đó nha cả nhà ơi, thành quả hôm nay đi bắt sò bắt mực của vợ chồng mình là chỉ có 53 con sò và một con mực tua thôi nha. Coi coi con vớt được con nào đó không anh. Ôi, ban
ban ngày mực bắt mực nó hơi khó, cả nhà. Ban ngày nó ít ra đó, ban đêm nó mới ra nhiều. Rồi thì mình xin kết thúc clip nha cả nhà. Cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn luôn đón xem video để ủng hộ cho vợ chồng mình. Video với mình đến đây xin được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình video lần sau nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà nha cả nhà ơi.